Vợ cậu có gì mà lao tóc? Trả sổ cho tớ.
lần trước các cậu cướp bí mật tớ ấy. Mà các cậu ơi, Tamenu đâu rồi nhỉ? Chắc là ngủ quên rồi. Ở đây. Tamenu, cậu làm sao đây? Tớ cũng chả biết nữa. Hôm qua tớ nằm đếm cứng, đếm cứng, đếm cứng, đếm mãi mà vẫn không ngủ được. Hay là tôi chết? Hay là do ba cốc cà phê hôm qua? Hả? Thank you.
một cái bịt mắt ngủ thoải mái và êm ái. Romia, cậu đi kiếm cho tớ một cái mắt nạ ngủ, phải nhớ càng mắt càng tốt. Có lý gì mang cho tớ một cái đèn pin chiếu xuyên màn đêm, quên, phải màu đỏ nhá. Còn tớ đã chuẩn bị ở đây một miếng vải đen. Sau khi tìm xong, các cậu hãy tập trung tại đây. Các cậu sao tìm được sớm thế? Việc quan trọng mà. Mà Chung Yêu này, cái bịt mắt với cái mặt nạ này sẽ khiến cho ta menu ngủ ngon hơn thì tớ còn dễ hiểu, chứ cái đèn pin này thì làm được gì? Cậu ngốc thế. Bọn mình sẽ tắt điện đi để cho ta menu ngủ, đúng không? Thì sao? Vậy cách tắt điện xong, bọn mình đi ra ngoài kiểu gì? Phải dùng đèn pin chứ còn gì nữa. Phạm trù này tớ chưa nghĩ đến. Thôi, bọn mình vào việc thôi. Yes. Đi. Tớ mua hai cái mặt nạ, một cái, còn chưa một cái. Vậy đợi tớ đắp mặt cái đã nhá. Để trở thành những người đầu tiên sở hữu bộ sản phẩm học tiếng Anh mới nhất LeoLeo English Adventure, app học tiếng Anh bám sát chương trình tiểu học kết hợp cùng các thẻ bài cực thú vị. Đặt mua ngay để được giảm 35% và miễn phí vận chuyển toàn quốc nhé. Đừng quên đăng ký kênh LeoLeo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.